Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Em Quy Dụng của Sinh Tồn và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi sinh tồn ha. Đó là một cái túi của hãng Ready America. Đó, đây là một cái túi dành cho những cái trường hợp sơ tán khẩn cấp trong những cái khu làm việc. À, đây, Personal Work Area. Và để xem là bên trong những cái túi này sẽ có những cái món đồ gì nhé. Đây, đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Đó, của hãng Ready America. Thì ở cái video trước mình cũng đã có review một cái hộp sinh tồn của hãng. Thì các bạn có thể click ở trên đây để xem nha. Ok. Rồi. Thì đây là một cái túi. Đó. Bằng hai bàn tay của mình. Hơn hai bàn tay của mình. Ở mặt sau là chúng ta sẽ có là một cái bảng liệt kê những cái món đồ có trong cái túi này. Sử dụng những cái món đồ này trong trường hợp khẩn cấp. Đó. Đây. Ok, mình sẽ có một cái que phát sáng, cái mắt kính bảo hộ, mặt nạ, khẩu trang đó, rồi mền khẩn cấp, rồi một cái thanh đồ ăn, một cái túi nước, cái còi, khăn giấy, cũng như là một cái găng tay. Đây, ở đây là sẽ có hướng dẫn sử dụng ha. Đó. Rồi, personal work area là mình làm là dùng để trong những cái chỗ mà làm việc của mình đó. Thì mỗi cái bàn ở trong văn phòng mình sẽ dán một cái bịch này ở đây. Thì ở cái phiên bản cũ á, nó sẽ có một cái miếng dán ở sau đây để mình dán lên cái bàn phía bên hông bàn á, để có gì mà trong cái trường hợp mà cần phải sơ tán khẩn cấp thì mình có thể kéo cái bịch này đi theo đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra nha. Khoan, lấy dao. Ok, rồi mình cũng đã mở được cái túi này. Thì đối với món đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ có là một cái bịch khăn giấy. Đó, tissue gồm 10 miếng ha. Đây, rồi, một khăn giấy dùng để lau chùi các thứ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái mền khẩn cấp. Đây, survival blanket. Thì ở cái video mà mình review một cái hộp sinh tồn một người á, đây mình sẽ ở trên đây. Thì có nhiều người bảo mình là không mở cái mền này ra. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở cái mền ra cho bạn xem nha. Nó cũng giống như một cái miếng giấy bạc thôi mọi người. Đây, một cái miếng giấy bạc. Đó. Vậy một cái mền mà nó làm bằng từ là giấy bạc á, tại vì giấy bạc khi mà cái nhiệt độ mình á, nó tỏa cái nhiệt độ cơ thể mình nó tỏa ra thì cái giấy bạc này nó sẽ phản chiếu lại cái nhiệt độ cơ thể của mình, dùng để sưởi ấm cơ thể mình. Đó, nên đây chính là cái công dụng của cái tấm mền này, nó giúp mình giữ ấm rất là hiệu quả. Với lại do là khung hình mình cũng có giới hạn nên mình không thể mở hết ra được. Đó, nói chung là nó sẽ như thế này ha. Rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cái mắt kính. Wow. Safety Google. Đó, mình sẽ có một cái mắt kính rất là xịn. Mắt kính này là dùng để bảo vệ mắt hay trong những cái trường hợp dạng như là động đất, hay là mình ở trên những cái chỗ đất đá này nọ mà khi mà nó có cái khả năng mà rơi xuống mình á. Thì đây, nó có cái kính này là sẽ có công dụng là bảo vệ mắt cho mình ha. Nào mình sẽ mở ra. Đây, một cái mắt kính bằng nhựa. Đó. Ok, tôi sẽ có một cái mắt kính bằng nhựa nha. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái khẩu trang. Wow. Một cái găng tay trong đây luôn. Đây, nó sẽ là một cái khẩu trang. Thì mình không biết cái tiêu chuẩn của cái khẩu trang này là cái gì ha. Nó không ghi gì hết á, nó chỉ là một cái khẩu trang chống bụi thôi. Nhưng mà mình có thể thấy là mình có thể xuyên qua được. Bạn thấy màu da mình ở dưới đây nè, đó. Chắc mình nghĩ cái khẩu trang này dạng chống bụi mà mấy hạt bụi thô, bụi to ấy. Chứ mấy cái bụi PM nhỏ thì chắc không được. Với lại nó chỉ có một cái dây thôi. Nhìn rất là chán đời luôn. Trời. Ok ha, mình sẽ có một cái khẩu trang dùng để chống bụi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái găng tay. Thì găng tay là để sử dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta không muốn tiếp xúc những cái chất lạ, những cái vật hoặc cái gì đó mình nghi là nó có thể lây nhiễm hoặc là nó dơ bẩn hoặc gì đó. Ừ. Đây. Đeo sai rồi. Ủa đeo sai luôn. Ừ đeo đúng rồi. Đó, mình sẽ có một cái găng tay như thế này.
Rồi. Cái này dạng như là họ để trong văn phòng mọi người. Nên là những cái đồ này nó cũng khá là bình thường, không có gì mà đặc biệt hết. Cũng như là những cái đồ bình thường khi mà mình cần chuẩn bị cho những cái tình huống khẩn cấp thôi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bịch nước. Một cái bịch nước uống liền luôn, emergency drinking water. Đó. Có cái thời hạn sử dụng nó đến 5 năm ha. Một cái bịch này là bao nhiêu ml ta? Đâu nhỉ? Hình như mình nhớ không là 125, tại ở cái video review học sinh toàn một người mình cũng đã có mở cái bịch nước này ra cho mọi người xem rồi. À, 125 ml nè. Đó. Thì bên trong đây nó cũng chỉ là nước thôi ha. Nó cũng gì đặc biệt hết á. Nếu mà bạn nào muốn xem bên trong cái bịch này có gì á, ấn trên đây nha. Ok. Một bịch nước ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bịch thức ăn, một cái bịch, một cái cục đồ ăn. Mini meal, một ăn nho nhỏ. 400 calor apple cinnamon food bar. Đó là một cái cục lương khô đi. Đó. 400 calo. Rồi. Thì mình cũng sẽ không có xé cái cục này ra, bởi vì là mình sẽ để dành cho cái tập sau. Tập sau sẽ có phần rất là thú vị ha. Với lại các bạn nào muốn coi bên trong này có cái gì á, thì ở đây mình sẽ có một cái link nói. Mình làm video về lương khô cũng như là lương khô quân đội. Nó cũng tựa tựa vậy thôi à, nó không khác gì hết đó. Đó, chỉ là cái thành phần nó khác thôi. Ok, mình sẽ để dành cái cục này cho video sắp tới. Chuẩn bị một cái video sinh tồn sắp tới ha. Đó. Mình sẽ có một cái còi. Đây. Một cái còi như thế này. Ồ, một cái còi này sẽ có một cái đồ kẹp mọi người. Đó, có thể kẹp vô áo. Đó. Còi bình thường màu cam ha. Đó. Và cái món đồ cuối cùng là chúng ta sẽ có là một cái light stick. Đây. Một cái light stick để được 12 giờ và nó màu xanh. Theo kinh nghiệm mình thì chẳng có cây lasik nào để 12 giờ cả. Ít nhất là những cây mà mình nó được xài thì chẳng có cây nào để được 12 giờ. À, mình sẽ mở ra cho các bạn xem như thế nào ha. Dù là mình đã review rất là nhiều cho cây lasik rồi, nhưng mà vẫn muốn mở ra để xem. Đó. Nó sẽ sáng chừng như vậy. Bẻn cái lát. Ở đây nó sẽ có cái dây, có thể chúng ta có thể là dùng để móc vô ba lô ha. Móc vô quần gì đó, dùng để làm tín hiệu. Đó. Thì đây là tất cả những cái món đồ có trong cái túi sơ tán khẩn cấp dành cho văn phòng hoặc là những cái nơi làm việc. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ có là một cái mền khăn giấy. Một cái mền khẩn cấp dùng để giữ ấm cho chúng ta ha. Một cái mắt kính dùng để bảo vệ mắt nè. Đó, một cái elastic, một cái khẩu trang. Đó. Nhìn chán thiệt. Rồi. À, một cái còi dùng để tạo tín hiệu ha. Dùng để kêu gọi sự trợ giúp. Một cái cục thức ăn 400 calo. Đó. Một cái bịch nước khẩn cấp, một cái bao tay ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký cũng như là ấn luôn cái chuông bên cạnh để nhận thêm thông báo về video sắp tới của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.